Hello, xin chào các bạn. Các bạn đang làm gì? Làm bánh. Làm bánh gì đây? Bánh tay tìm. Bánh này mua một bán một cái bao nhiêu? 20 ngàn. Bán cho 3 cái đi. Wow, gì đây? Đôi dép có bán không? Wow, xe múc. Xe múc làm cái bánh. Bánh cát. Wow. Cái bao nhiêu đây? 20 ngàn. Wow, ngon hề. Ngon lắm, 20 ngàn một cái. Các bạn mua nha. Wow. Có thử nha. Wow. Wow, đẹp quá. Làm lại đi, làm nữa đi. Làm đi, làm nhiều đi. Làm bánh đi, làm nhanh đi. Wow, đây bánh gì đây? Đây là bao nhiêu cái? 40. Đặt quá. 5 ngàn nha, 5 ngàn nha. Bánh này 5 ngàn á. Được rồi. Đây. Wow. Làm tiếp đi. Làm nhiều đây, nhanh lên. Wow, mấy ông bà này làm bánh ngon quá. Làm bằng xe múc luôn hả? Bánh gọi là bánh cắt à? Wow, cái này bánh cái đầu xe múc. Cái này gì đây? Bánh luôn hả? Bánh rổ à? Đây. Bỏ ra đây, chắp nữa ăn thử ngon không? Wow, bánh trái tim, đẹp. Wow, bánh cái đầu xe múc. Làm cái gì mình cắt tỏ não luôn. Làm nhanh lên. Ok, mình làm đây. Đã xong rồi. Mình có xong mà. Wow. Bánh ngon thế. Ăn thử cái miếng đi. Ăn thử ngon không? Ăn thử miếng à, ngon đi. Ngon lắm. Ăn thử nha. Wow, ngon quá. Bánh này nhiều đường quá. Bỏ ít đường thôi nha. Đừng có bỏ đường nhiều nha, bị tiểu đường. Wow, làm bánh bằng móc xe cày. Các bạn nhớ ủng hộ mua bánh dùm cho mấy đứa nha. Cho like một subscribe nhé các bạn. Bye bye. Bye bye. Bye bye.